Hello, chào bạn và chào mừng các bạn đến với bản tin của TSM News. TSM News cập nhật nhanh nhất những thông tin hot hit trong ngày. Hốt hoảng đi làm về thấy mèo cưng khóc thảm thiết. Mới đây, một cư dân mạng Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện về chú mèo nhỏ mà mình mới nhận nuôi không lâu. Mới đón về vì nó vẫn chỉ là một chú mèo con nên người chủ này đã không cho vào lồng mà để nó tự do khám phá mọi ngóc ngách trong căn nhà của nhà mình. Và thế rồi chú mèo cứ lớn lên từng ngày, đồng thời cũng dần trở nên nghịch ngợm hơn, phá phách hơn. Vì để đảm bảo an toàn cho nó, người chủ này đã quyết định cho chú mèo vào chuồng mỗi khi mình phải rời nhà đi làm. Mặc dù chú mèo liên tục kêu gào phản đối việc làm trên, thế nhưng điều đó cũng không thể thay đổi kết cục bị nhốt vào chuồng của nó. Nhưng tưởng mọi chuyện vốn đã êm xuôi đúng như dự tính, thế nhưng ngày hôm ấy, ngay khi đi làm về, người chủ đã bắt gặp một cảnh tượng giờ khóc giờ cười khi bước đến chỗ chiếc chuồng nhốt mèo. Người này đã thấy chú mèo nhỏ đang khóc lóc hết sức tủi thân. Thậm chí chú mèo còn nhìn chủ nhân của mình với ánh mắt vô cùng đáng thương và vẻ mặt có phần hơi ấm ức. Không biết rằng đây có phải là màn khổ nhục kế của hoàng thượng mèo hay không, thế nhưng cái dáng vẻ này hoàn toàn có thể lay động bất kỳ trái tim sắt đá nào, phải không anh chị em? Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News và TSM News đã có trên TikTok. Link bọn mình sẽ để ngay bên dưới nha. Và các bạn hãy nhớ ấn like và ấn theo dõi chúng mình để cập nhật nhanh nhất toàn bộ những tin tức đang hot hit trong xã hội này. Bây giờ thì xin chào, gặp lại. Bye bye.